Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lấy ý kiến góp ý vào đề án quy định về thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Các nhà mạng di động ở Hưng Yên dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền. Hiệu quả bước đầu từ hệ thống xử lý nước thải của làng nghề bún đậu Viên Tiêu, thành phố Hưng Yên. Qua vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội làm 56 người thiệt mạng, cần tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào đề án quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham gia góp ý tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng trong những năm qua, Trung ương Đảng có nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo quy định về công tác cán bộ, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề chưa được quy định cụ thể. Do đó, việc xây dựng quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị cho công tác cán bộ và quản lý cán bộ là cần thiết, phù hợp cho thực tiễn trong điều kiện hiện nay, góp phần cải cách hành chính trong Đảng. Dự thảo quy định được xây dựng công phu, nghiêm túc, có bố cục chặt chẽ, phạm vi đối tượng điều chỉnh cơ bản phù hợp, rõ ràng, thể hiện rõ việc phân cấp và cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, phạm vi ngày càng được mở rộng. Các đại biểu cũng đề nghị cần quy định rõ hơn thẩm quyền trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan khi cán bộ lãnh đạo do mình giới thiệu đề xuất vi phạm, như thời gian phải chịu trách nhiệm, các vấn đề sai phạm phải chịu trách nhiệm trong việc đánh giá, quy hoạch, giới thiệu, sử dụng cán bộ. Trách nhiệm quyền hạn trong việc cán bộ được biệt phái điều động luân chuyển từ cấp trên về, đồng thời cũng cần có điều khoản để kiểm soát quyền lực, tránh việc lạm quyền trong quá trình thực hiện quy định này. Sáng nay, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cả nước hiện có gần 680 doanh nghiệp nhà nước nắm một lượng tài sản lớn lên tới hơn 3,8 triệu tỷ đồng. Các doanh nghiệp này giữ vai trò chi phối chủ đạo trong những ngành lĩnh vực quan trọng thiết yếu của nền kinh tế như năng lượng, điện, xăng dầu, viễn thông, công nghệ thông tin, hàng không, tài chính, ngân hàng, đóng góp khoảng 28% số thu ngân sách nhà nước. Để doanh nghiệp nhà nước thực sự phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các thành phần kinh tế khác, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành cần nhận định đúng vị thế vai trò của doanh nghiệp nhà nước hiện nay, từ đó sắp xếp cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp. Các doanh nghiệp tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm và hàng năm, trong đó tập trung vào các dự án quy mô lớn có tác động lan tỏa tới sự phát triển kinh tế xã hội, tập trung cao độ để bảo đảm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, các cân đối lớn cho nền kinh tế, đặc biệt là các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Sáng nay tại thị xã Mỹ Hào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc khảo sát tình hình thực hiện luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn thị xã giai đoạn 2020-2022. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến hết năm 2022, thị xã Mỹ Hào có trên 37.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng gần 6.000 người so với năm 2020. Trong đó, có gần 37.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 98,55% kế hoạch được giao. Năm 2022, số thu bảo hiểm xã hội đạt trên 590 tỷ đồng, số chi trên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thị xã vẫn còn tình trạng các doanh nghiệp tư nhân có quy mô sản xuất nhỏ, không ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Năm 2022, có 96 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài từ 3 tháng trở lên với số tiền chậm đóng trên 20 tỷ đồng. Tại buổi khảo sát, đại diện một số doanh nghiệp phản ánh một số vấn đề về chính sách kéo dài độ tuổi lao động, đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, giảm độ tuổi nghỉ hưu đối với người lao động trực tiếp, giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội, cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp để tổng hợp trình lên kỳ họp Quốc hội sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, trước kia, việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài tại tỉnh Hưng Yên
thường do các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài đảm nhận, thì nay với sự nỗ lực quyết tâm của mình, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đã trở thành nhà thầu chính, khẳng định được uy tín, thương hiệu của mình. Vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, Licozy 18.3 là doanh nghiệp Việt Nam được chủ đầu tư khu công nghiệp Thăng Long 2 thuộc tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản chọn làm đơn vị trúng thầu và là tổng thầu của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3.1. Và đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam trúng gói thầu xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2. Nhà thầu 18.3 là nhà thầu Việt Nam đầu tiên thực hiện cái công tác xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 với tư cách là nhà thầu chính. Tuy vậy thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao năng lực cũng như là tiến độ của công việc. Nhà thầu 18.3 luôn luôn đảm bảo cái chất lượng, yêu cầu về an toàn cũng như giữ gìn về môi trường, không ảnh hưởng đến nhân dân, cuộc sống của nhân dân trong quá trình thi công. Để trở thành đối tác của doanh nghiệp Nhật Bản, từ kinh nghiệm của doanh nghiệp cho thấy, ngoài việc đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình, thì việc đảm bảo vệ sinh môi trường, các phương tiện mỗi khi ra khỏi công trình xây dựng để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cho đến an toàn lao động, với quy định mọi lao động phải mặc đồ bảo hộ an toàn khi làm việc đều phải hết sức quan tâm. Những chi tiết phần việc vốn không ít doanh nghiệp Việt vẫn coi là nhỏ và ít quan tâm này lại là chìa khóa để Licozy 18.3 tham gia vào chuỗi công nghiệp phụ trợ với doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và doanh nghiệp nước ngoài nói chung khi đến Việt Nam đầu tư. Với chủ đầu tư Nhật Bản thì ngoài đảm bảo chất lượng và tiến độ thì chủ đầu tư cũng rất quan tâm đến cái công tác mà vệ sinh an toàn lao động cũng như là vệ sinh môi trường. Vì vậy đơn vị Licozy 18.3 cũng đã đầu tư rửa xe tự động. Tất cả mọi xe đi vào công trường và đi ra đều được rửa sạch. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3.1 có diện tích xây dựng 57 ha, bắt đầu thi công từ cuối tháng 2 năm 2023. Đến nay đã hoàn thành hơn 60% khối lượng công việc và đơn vị thi công phấn đấu vượt tiến độ hoàn thành trước thời gian ký kết với chủ đầu tư. Sau khi nhận được gói thầu của bên Sumitomo Nhật Bản thì Licozy 18.3 chúng tôi đã hạ quyết tâm là sẽ đạt được cái tiến độ mà chủ đầu tư đã tin tưởng giao dự án cho. Chúng tôi đã đầu tư là hơn 100 thiết bị xe máy và hơn 500 cán bộ công nhân viên làm việc 3 ca ngày đêm. Và đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện được 6 tháng và chúng tôi đạt được hơn 60% cái tổng sản lượng của tiến độ. Chúng tôi sẽ quyết tâm sẽ làm hết sức mình để vượt tiến độ và tạo lòng tin cho chủ đầu tư. Sau khi mở rộng, khu công nghiệp Thăng Long 2 có diện tích trên 525 ha, là khu công nghiệp lớn thứ hai về diện tích và dẫn đầu về số vốn đăng ký đầu tư trong số 17 khu công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Trong đó, phần mở rộng đang xây dựng hạ tầng đã có nhiều doanh nghiệp lớn từ Nhật Bản đến đăng ký đầu tư. Thành công của khu công nghiệp Thăng Long 2 cũng là chìa khóa để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhiều hơn và sâu hơn vào chuỗi công nghiệp phụ trợ với các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam đầu tư. Để xử lý triệt để tình trạng SIM điện thoại không chính chủ, SIM rác, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra quy định các nhà mạng dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 9. Theo ghi nhận, các đại lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nghiêm chỉnh thực hiện quy định này. Nếu như trước đây mỗi đợt cửa hàng của anh Hùng, anh Dương nhập hàng trăm SIM điện thoại của các nhà mạng Viettel, Mobilephone, Vinaphone về để bán, thì sau khi nhận được thông báo của các nhà mạng, cửa hàng không được ủy quyền kết quả SIM, yêu cầu dừng bán SIM, các cửa hàng đã chấp hành theo quy định và đang chờ hướng dẫn tiếp theo. Hiện tại bây giờ là cửa hàng đang dừng bán SIM rồi, vì tất cả các nhà mạng Viettel, Vina, Mobile đều khóa hồ sơ không đăng ký, không kích hoạt được. Hiện tại là chưa có hướng giải quyết, chỉ biết là thống kê lại để nhà mạng nắm được thôi. Từ ngày 10 tháng 9 là các nhà mạng báo về là sẽ không được bán SIM, các cửa hàng sẽ không kích được SIM nữa. Khi khách hàng mua SIM mới sẽ giới thiệu xuống các nhà mạng. Theo thống kê, từ các nhà mạng, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 80% SIM điện thoại được phát hành qua kênh đại lý, 10% trực tiếp ở nhà mạng và 10% qua kênh chuỗi như các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn. Trước quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông siết chặt hoạt động bán SIM tại các đại lý ủy quyền, đại diện nhà mạng Mobilephone Hưng Yên cho biết hiện tài khoản kích hoạt của các đại lý cửa hàng đã bị khóa. Sau khi nhận được cái văn bản từ cấp tổng ty liên quan đến việc dừng phát triển các SIM trên kênh gián tiếp
đặc biệt là trên kênh ủy quyền, thì Mobifone đã khẩn trương ra một cái văn bản gửi cho các đại lý ủy quyền tại địa bàn tỉnh Hưng Yên để thực hiện dừng kích hoạt SIM theo đúng quy định. Đi đôi với nó thì bên Mobifone chúng tôi đã thực hiện cắt toàn bộ quyền truy cập về hệ thống cũng như quyền thay đổi thông tin thuê bao đối với cả đại lý ủy quyền, hoàn toàn là đại lý không thể truy cập được hệ thống và không thể thực hiện được việc kích hoạt SIM. Khi đại lý cửa hàng ngừng bán SIM thì kênh bán trực tiếp của nhà mạng chính là các cửa hàng giao dịch. Khách hàng có thể đến các cửa hàng này kèm theo căn cước công dân để mua và đăng ký sử dụng SIM điện thoại. Được đưa vào hoạt động hơn một tháng qua, hệ thống xử lý nước thải khu dân cư làng nghề thôn Viên Tiêu, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên bước đầu phát huy hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường. Cách đây hơn một năm, ông Bùi Văn Bằng, đội 6 thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam rất bức xúc bởi sông Chợ Trà qua cửa nhà ông bị ô nhiễm nặng. Nguyên nhân là do nước thải của làng nghề và nước thải chăn nuôi của nhiều hộ dân thôn Viên Tiêu, xã Tân Hưng xả thải ra làm cho dòng sông bị ô nhiễm. Những mùa hè, mùa mưa gió nó ẩm ướt một tí là muỗi rất là nhiều. Cái nước thải ra thì đã rất thối. Cứ nhà lọ phải sơ tán đi chỗ lọ, sơ tán đi chỗ kia chứ không dám ở nhà. Tuy vậy, thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm của dòng sông này đã được cải thiện. Ông Bằng đã yên tâm hơn về cuộc sống sinh hoạt của gia đình. Cái nước thải từ ở trong cái nguồn mà ra ngoài này thì nó mức độ là nó cũng gọi là tạm chấp nhận được. Vì cái đấy nó cái nước mà nó đã xử lý qua cái bioga là ra ngoài này cái độ ô nhiễm của nó bớt đi rất chi là nhiều. Dân tỉnh ở đây là cũng rất chi là phấn khởi. Năm 2023, thành phố Hưng Yên đầu tư công trình xử lý nước thải khu dân cư làng nghề thôn Viên Tiêu với công suất 120 mét khối một ngày đêm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước từ nước thải sinh hoạt làng nghề sản xuất bún đậu và chăn nuôi. Công nghệ được áp dụng là xử lý nước thải phân tán bằng công nghệ sinh học yếm hiếu, khí kết hợp nhằm xử lý các nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Công nghệ xử lý đơn giản, trình độ quản lý, vận hành không cao, phù hợp với khu dân cư nông thôn. Chi phí quản lý vận hành thấp do không sử dụng hóa chất và thiết bị. Nước thải sinh hoạt là nghề chăn nuôi của hơn 150 hộ thôn Viên Tiêu được thu gom, sau đó máy bơm tự động sẽ bơm vào các bể xử lý với 4 quy trình rồi đưa nước ra môi trường tự nhiên. Sau khi xử lý xong thì nó đã bớt được nhiều so với lúc chưa xử lý. Nước trong mà nó không có mùi đục như trước nữa. Bước đầu đã có cái khả quan rất là cao, xử lý được cái nước thải của làng nghề ở thôn Vân Tiêu thải ra môi trường để các cái không có tác động ảnh hưởng đến môi trường của các cái hộ dân ở xung quanh cũng như là ở các cái xã lân cận của trên địa bàn của xã chúng tôi. Thế và cái hiệu quả của cái bể xử lý nước thải này thì chúng tôi cũng đang đề xuất với lại thành phố quan tâm để hỗ trợ thêm các cái bể xử lý tương tự như thế này ở các cái khu vị trí khác. Đến nay, cơ bản nguồn nước thải ở thôn Viên Tiêu đã được xử lý đảm bảo, hạn chế tình trạng ô nhiễm, tạo tiền đề cho phát triển sản phẩm làng nghề của gần 50 hộ chế biến bún đậu, nâng cao đời sống và bảo vệ sức khỏe người dân. Thưa quý vị và các bạn, theo kỳ thống kê một năm qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được kéo giảm. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 13 vụ cháy, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất và nhà ở kết hợp kinh doanh ở vùng nông thôn. Nguyên nhân cháy do chập điện và các sự cố khác đang được điều tra. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, từ đầu năm 2023 đến nay không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Đây là tín hiệu khả quan trong công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Qua đây, có thể thấy việc trang bị kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ là hết sức quan trọng. Để giúp quý vị và các bạn có thêm kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra trên các tòa nhà, chung cư cao tầng, sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số cách xử lý những việc cần làm để thoát nạn cho mình và mọi người. Video do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn cung cấp. Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn.
nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi chùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi. Hiện nay trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ có khoảng 2.000 phòng trọ cho thuê, trong đó đa số phòng trọ có diện tích dưới 15m2 nhưng lại được bố trí nấu ăn bằng bếp điện, bếp ga tại phòng. Bên cạnh đó, các khu trọ hầu hết đều có một lối ra vào duy nhất nên tiềm ẩn mất an toàn phòng chống cháy nổ. Hai vợ chồng anh Quý và chị Sơ ở tỉnh Sơn La làm việc tại hai doanh nghiệp ở huyện Yên Mỹ đã được 3 năm. Vợ chồng anh thuê căn phòng rộng 12m2 tại thôn Lưu Thượng, xã Lưu Xá. Mặc dù diện tích không rộng nhưng được bố trí kê một giường, một nhà vệ sinh và cả một bếp ga để đun nấu tại phòng. Thuê căn phòng này là hai vợ chồng 1 triệu, chưa tính tiền nước, tiền sinh hoạt. Ban đêm thì đóng cửa vào thì nó hơi nóng. Tại xã Giai Phạm, Tân Lập, huyện Yên Mỹ, phường Bần Yên Nhân, Nhân Hòa và Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, các phòng trọ giá rẻ thường được bố trí, quy cách và diện tích như nhau. Nhà trọ cao tầng Khánh Linh tại tổ dân phố An Tháp, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào có quy mô 40 phòng, xây cao 5 tầng. Khu nhà này có cửa thoát hiểm phía sau là các ô cửa kính rộng 50x50cm. Nhưng chủ nhà trọ lại giữ chìa khóa lối ra vào duy nhất. Bên cạnh đó, chủ nhà trọ vẫn chưa đun nấu trong diện tích phòng nhỏ hẹp. Việc hài lòng với phòng trọ như thế này chủ yếu là vì giá thuê thấp. Mỗi phòng dao động từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng một tháng. Hầu hết các dãy nhà trọ chỉ được thiết kế duy nhất một lối ra vào, nên nếu xảy ra hỏa hoạn cũng là cản trở rất lớn cho việc thoát hiểm. Một số chính quyền địa phương và chủ nhà trọ cũng đã quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nhưng chưa triệt để và vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Anh có thể cho biết về vận hành cái hệ thống điện của cái tòa nhà này bao gồm những cái thiết bị mà liên quan đến việc sử dụng chung, thì ở đây ai sẽ là người chịu trách nhiệm mà thường xuyên bảo dưỡng và vận hành cái hệ thống điện này? Tôi là người chịu trách nhiệm hết, tôi cũng trông coi và tôi vận hành hết. Chúng tôi là phải dạy các cháu về công tác phòng chống cháy nổ, là phải bảo đảm từ cái đi ra ngoài là phải ngắt các cái nguồn điện, kiểm tra bếp từ trước khi đi làm là phải rút hết điện ra để bảo an toàn, dùng ga đi phải khóa van an toàn. Xã cũng đã giả soát những hộ kinh doanh và kết hợp với nhà trọ, đã hướng dẫn lập các cái biên bản đối với các chủ nhà trọ là giao cái thời gian cái chủ nhà trọ thì phải khắc phục, mua một số các cái cơ sở vật chất đảm bảo về phòng cháy và xây dựng các cái phương án, các cái nội quy về phòng cháy chữa cháy để cho các cái cháu nhà trọ đến lưu trú trên địa bàn để thực hiện về cái công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy một cách đảm bảo an toàn. Trong quá trình phát triển công nghiệp đô thị mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ thu hút hàng trăm nghìn người đến làm việc, thuê trọ. Vì vậy, việc đảm bảo nơi ở cho những lao động nhập cư, nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, phòng chống cháy nổ cho họ, cũng như cộng đồng dân cư xung quanh là hết sức quan trọng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra như trường hợp cháy chung cư mini ở Hà Nội. Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi tổ chức cưỡng chế thi hành bản án về giải quyết tranh chấp di sản thừa kế tại thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Bản án dân sự phúc thẩm số 03 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên có hiệu lực pháp luật, song người phải thi hành án không tự nguyện thi hành. Do vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi phải ban hành quyết định cưỡng chế theo đơn yêu cầu của người được thi hành án. Theo đó, buộc người phải thi hành án là ông Nguyễn Hữu Chính phải di rời các tài sản để trả mặt bằng cho ông Nguyễn Hữu Vĩ và giao cho ông Vĩ được quản lý sử dụng hơn 130m2 đất tại thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh. Trong đó có nhà và một số tài sản trên đất. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ về trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.